Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một cây súng bắn ti thương hiệu của Espano ha. Bên ngoài thì nó sẽ đựng trong một cái thùng bằng nhựa như nè. Kích thước thì cũng rất là bự nha anh em. Và ở đây là thông tin của sản phẩm của mình nè. Người ta ghi là súng bắn đinh bê tông, ghen ti, trần thạch cao, chính hãng, công ty Espano, bảo hành 100%, 12 tháng nha anh em. Trên đây là hình ảnh của cây súng của mình nè. Sẽ là nguyên một cái bộ này luôn. Dưới thì shop người ta giới thiệu rất là nhiều tính năng, là có giảm tiếng ồn, rồi lực bắn mạnh, rồi móc chịu lực mạnh. Vậy lò xo kép thì nó có một lò xo kép và một lò xo đơn. Trọng lượng tất cả nó là 7kg. Bên trong thì nó sẽ rất là nhiều phụ kiện anh em ơi. Đây thì nó có một cái cặp bao tay nè, một cái kiếng khi mà mình xài cái súng này nè, mình đeo vô để bảo vệ an toàn cho con mắt của mình ha. Tặng kèm theo đó thì nút bịt tay nè, cái chổi và những cái dụng cụ để vệ sinh hết em. Và đây là cái đinh đạn nổ của nó nè. Thì cái này nó sử dụng là đinh loại lớn ha, cái lò xo nè, rồi những cái kim quả đồ. Và ở đây là cây súng của mình nè, cũng rất là nặng tay luôn ha. Espano nè, T7000A, mã QR code nè, cái tem nè, và những cái thông tin cảnh báo của nhà sản xuất ha. Cụm này hình như là inox nha nè. Khi mà anh em xài đó, mình cứ xỏ đạn vô đây, rồi mình gặp cái vật liệu nào đó, mình cứ đè vô một cái là ok ha. Nó có tay cầm nè, cái này thì bên ngoài nó làm bằng nhựa, và ở trong thì nó sẽ được làm bằng kim loại ha. Khi mà sử dụng ở dưới đất á, anh em chỉ cần mình ghim tay cầm vô thôi, xài cũng ok rồi ha. Nắm nè, cũng khá gọn anh em. Thì nó sẽ có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 cái ti. Có những cái ren để anh em có thể mình nói lại với nhau nè. Thước nè, để mình đo luôn cho anh em dễ hình dung ha. Từ ở đây, tay dưới đây nó tầm 58cm. Những cái ti này coi. Tới đây nó cũng tầm 58 nè. Coi anh em thêm cái chiều dài của cây súng này nữa, thì nó cũng tầm cỡ 3,5m anh em. Liên kết nhau thì cũng dễ lắm. Đây nè, cứ xỏ vô cũng chắc chắn ha. Nó dài 3,5m thì anh em đứng lên nữa thì nó cộng thêm cỡ 2m nữa, chắc cũng tầm cỡ 5m mấy ha. Loại súng bự này nó cũng có rất là nhiều đinh luôn. Khi mà anh em mua thì shop người ta tặng kèm cho mình là 20 cái đinh, nó kiểu gì nè, nó như là đinh dù vậy đó. Còn ở đây mình có một mớ đinh nè, thì cái này nó tròn tròn, anh em có thể là mình sử dụng để mình đi ống ha, có bự có nhỏ đồ các kiểu anh em. Đây là 32 nè, để mình đi ống 32. Rồi, nhỏ xíu này thì nó ghi là 20 nè, đi ống 20. Đây, 25 nè, nhiều kích thước lắm. Với lại ở đây nó sẽ có những cái lỗ để anh em đi mấy cái ti trần nè, lỗ bự. Rồi, lỗ nhỏ hay gì nè, nó kiểu như là chữ U vậy đó, nó cong cong quẹo quẹo nè anh em. Những anh em làm trần thạch cao rồi đó, nhìn thấy là biết liền rồi ha. Đây, để mình đo cho anh em xem. Đường kính của nó là 8,4 ly. Hôm trước mình cũng có review là những cái súng đinh ti, nhưng mà nó loại nhỏ đó. Nhưng mà anh em sử dụng cái đạn này, mình lắp vô thì nó sẽ không có vừa ha. Đời trước thì mình sẽ sử dụng là mấy cái đạn màu trắng này nè. Đây, lắp cho anh em xem. Đó, xỏ vô là ok nè. Còn cái đạn bự này thì nó có khác biệt một cái là ở đây nó có màu đỏ nè. Đó, thì hình như là người ta làm dấu cho mình biết á, thì lắp vô sẽ không có vừa ha. Súng bự thì mình thấy nó hầm hố hơn cái loại nhỏ rất là nhiều ha. Đây, để cho anh em xem nè. Đó, anh em nhìn thấy kích thước nè, khác biệt cũng rất là nhiều quá. Rồi, bây giờ mình sẽ nhờ cha mình sử dụng coi sao ha. Đó giờ cha cũng không có xài nữa, để đưa cho ông xài cho biết. Đây, có kiếng bảo hộ này cho đeo vô cho an toàn nha, để sợ nó văng á. Đây, có bịch tay tặng kèm nè. Xé ra, cái này nó dạng như đời mới á, nó có giảm âm mà, nhưng mà kệ, đeo vô đi cho nó đỡ. Có như anh em hỏi có xài cái này để bắn được không, chứ không có được nha anh em. Này thì nó không có cò bóp. Cò bóp là nó như cây súng rồi. Khi mà anh em sử dụng á, mình đè xuống là nó mới nổ thôi, chứ mình không có bắn cho cái đạn nó văng ra được ha. Bởi vì rất là an toàn luôn. Cái đầu nè, nhét vô. Rồi, ok. Bắn thử trên cục gạch này coi sao. Gạch bể luôn. Quá ghê, quá ghê. Thì cho cầm này nè, mình đẩy lên cái đằng cho nó gớt cái đầu ti ra, bắn thử lên khúc gỗ coi sao ha. Nhấn ngay trên cái này phải không? Dạ. Đặt cái này ngay tâm lên phải không? Dạ. Rồi, đem ảnh xuống. Đây. Quá dữ luôn. Ghê. Tét khúc gỗ luôn. Quá ghê, quá ghê. Mình có khúc sắt nè. Cái này 36, hộp 36. Đâu, bắn thử coi sao cha. Nhét nhô như bình thường thôi. Để xuống, để sát sát ra đây nè cha, để nhìn cho nó rõ. Rồi, để ghìa chứ đó, đúng rồi. Rồi, bút thử rồi. Móp thì sắt luôn. Móp sắt luôn nha nè. Quá ghê, quá ghê. Rồi, ở đây thì mình đang có là một cái sắt y rất là dày luôn ha, anh em nhìn thấy nè, dày cui luôn. Bây giờ thay vì mình bắn ở trong đây thì nó mỏng nè. Rồi, bây giờ mình quất luôn thử cái cạnh này còn sao anh em.
Đây cho anh em xem nè. Ủa. Rất là thủng nha. Đúng rồi ha. Dạ, sở vô, đúng rồi. Nghe hình như cũng giòn quá trời giòn ha. Cái này thì hình như cũng sát luôn rồi đó. Anh em nhìn thấy nè, sát chày mà nó vô một cái quá ngọt luôn ha. Nó dính một cái là cứng ngắt luôn. Thì hình như là mình đóng trên mấy cái vật liệu mà nó dày vậy nè, là cái âm thanh nó sẽ ít hơn ha. Gỡ cái đuôi này ra nè, để mình lắp cái ti này để mình bắn lên cao thử coi làm sao nha. Này thì cũng dễ lắm, xài dẹt à. Sở vô rồi cứ siết lại thôi. Dài lắm nha anh em. Gắn vô hết nó tới 3 mét rưỡi luôn á. À, cái cây này mình thấy nó cũng chắc lắm á. Cái đầu nó nặng chịch mà anh em nhìn thấy cha mình cầm kìa. Còn khô ha. Bây giờ nó dài quá. Mình dạ. Sợ bớt nha. Dạ dạ. Sợ bớt khúc đi được rồi. Đó, cầm cây vậy bắn cũng được. Lấy đình bắn thử rồi. Nào cũng được chưa? Lấy lại đi. Rồi. Sở vô. Này thì thường thường là kiểu như bắn trên bằng bê tông á. Ở đây thì mình không có, mình test thử trên gỗ gần sao ha. Đây. Cái này nó là cái kèo. Dầu. Dạ. Đổ dầu nha. Dạ. Rồi. Rồi. Dính cứng ngắt luôn ha. Ngon lành. Đứng trên cao đồ xài thoải mái luôn ha. Mình test thử bắn lên bê tông còn sao nha anh em. Đây. Đó, cái khúc cột bê tông của mình nè. Đây, bê tông cốt thép nha. Đây nhìn thấy nè. Tại cái này ở nhà mình làm công chuyện đó. Bởi vì có dư. Giờ bắn lên thử coi sao. Giờ bắn thử cái đầu đó đây nha. Bắn thử ngay đầu này nè. Đây nè. Bắn thử coi sao. Ok. Đâu để xem coi. Anh em nhìn thấy nó bám cực kỳ chắc luôn ha. Quá ghê. Sau khi sử dụng xong á, nếu mà anh em kỹ thì mình sẽ vệ sinh lại cho nó một cái ha. Cứ gõ gõ vậy nè, cho nó rớt mấy cái thuốc súng ra. Người ta cũng có tặng kèm cho mình một cây chổi với một cây cờ lê nè. Thì mình lấy cây chổi này nè, mình nhét vô cái đầu súng để mình vệ sinh cho nó sạch sẽ ha nè. Có thể mở cái này ra luôn nè. Cái đầu này thì nó là kim loại nguyên khối ha. Bên trong đây nó cũng là nguyên khối nè nè. Cứ thọc qua thọc lại để mình chà rửa sạch sẽ. Mở dưới đây ra coi sao ha. Có một cây lò xo rất là dài luôn nè anh em. Đây thì nó sẽ có một cây búa. Này mình có thể gỡ ra luôn nè. Miếng này thì nó được làm bằng nhôm ha. Cây ti này ra. Lò xo bự nè. Rồi kim quả. Khi mình mua thì mình có một cái bịch phụ kiện xe cua nè. Cũng có lò xo bự. Rồi lò xo nhỏ. Rồi kim quả ở trong nè. Khi mà anh em xài thời gian lâu, lỡ như nó có trục chặt á, thì cũng có linh kiện thay thế. Rất là ngon lành. Anh em mình đã test và buông toàn bộ con máy này rồi ha. Thì anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này, mình sẽ để đường link dưới phần mô tả. Anh em cứ nhấp vô đó để tham khảo. Thì anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhấn nút đăng ký bên đây, nhấn nút cái chuông. Khi nào có video mới, anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày mới nhé. Bye bye.